Kim Thủy mến chào cô chú và anh chị, rất vui được gặp lại cô chú và anh chị tại một cái dãy nhà giá rẻ. Và dãy nhà này bao gồm 18 căn và hiện tại Kim Thủy đang đứng cái căn đầu tiên, đó là căn lớn nhất của dãy nhà 18 căn này. Với căn này, Kim Thủy đã có tìm được một vị chủ nhân có duyên rồi. Thì tại thời điểm đó, Kim Thủy đã chào căn này với giá là 850 triệu. Nhưng mà cái dãy nhà này sẽ cho cô chú và anh chị những cái mức giá rất là thấp luôn, với những cái mức giá còn thấp hơn nữa. Thì mình đi theo cái lối đi này, vì những cái căn nhà trong đây thì thiết kế nó nhỏ nhỏ xinh xinh dành cho gia đình mình, nếu mà cần một ngôi nhà nhỏ mình an cư để mình lập nghiệp ổn định lâu dài trước. Và con đường nhà mình có thể đi theo con đường này cũng được, để mình hướng ra chỗ đường quốc lộ 1A khoảng tầm 200m. Và đường này thì Kim Thủy thấy là mình có thể đi xe ô tô được luôn nha. Và nếu mà mình có nhu cầu mình vận chuyển đồ để mình về đây ở thì mình có thể đi theo cái con đường này. Và thêm một con đường này nữa để mình có thể vào những cái căn nhà ở bên trong. Dãy nhà mình 18 căn, nhưng mà hiện tại Kim Thủy còn một căn giá là 400 triệu và hai căn giá 450. Vâng, đầu video thì Kim Thủy cũng báo giá rõ rồi. Cô chú và anh chị thấy cái giá này phù hợp, nhấc máy lên và gửi Kim Thủy theo số hotline trên màn hình nè. Với video này, Kim Thủy xin cập nhật lại tiến độ của dãy nhà 18 căn. Và căn lớn này thì Kim Thủy đã gần bàn giao cho chủ nhân có duyên rồi. Và đi theo cái lối đi này thì cũng được tráng mặt loại đá rất là sạch sẽ, chống rung rêu rất là tốt nè. Và trên trần bên đây, bên Kim Thủy cũng làm thiết kế là cái mái che sẵn cho nguyên dãy nhà hết rồi. Nên mình về không phát sinh thêm cái mái, phải không ạ? Với cái giá tổng này là không phát sinh thêm chi phí nào cả nha cô chú và anh chị. Và trong cái lối đi này thì Kim Thủy còn một căn hướng Tây và hai căn hướng Đông. Thì hai căn hướng Đông thì lát Kim Thủy sẽ đi dọc theo nguyên cái con đường này để giới thiệu cho cô chú và anh chị những căn nhà còn của dãy nhà này. Và ở đây thì dân cư cũng để về ở hết rồi, và có làm một cái tấm che để mình che nắng thêm nè, vì dãy nhà mình hướng Tây nên buổi chiều thì có nắng vào nhà nha. Căn này thì cũng được cô chú và anh chị về ở, và căn này thì cũng đã tìm được chủ nhân rồi. Và với cái dãy nhà này Kim Thủy còn đúng một căn, đó là căn A15. A15 là cái căn này. Vâng, nhưng mà hiện tại căn này Kim Thủy đang cho thợ đóng cửa lại. Thì cái lúc cô chú và anh chị mình đến tham quan nhà thì Kim Thủy sẽ mở cái căn nào còn thì mình sẽ đến tham quan căn nhà đó. Nhưng hôm nay Kim Thủy xin chọn cái căn ngoài bề bìa nhất để làm căn mẫu cho cô chú và anh chị để mình tham quan chi tiết căn nhà của mình nha. Và trước nhà có thiết kế một cái cánh cửa rất là thông thoáng nè. Đây là cửa sổ, mặc dù nhà nhỏ nhưng mà thiết kế cửa chính, cửa sổ rất là mát cho nhà mình. Và phía trước cũng được ướp gạch sạch sẽ luôn. Đồng hồ điện và đồng hồ nước cho từng căn. Với căn nhà giá rẻ này nhưng sẽ cho mình điện nước đầy đủ. Và một cái khu dân cư ở rất là đông, vì nhà mình gần chợ, mình cách chợ khoảng tầm có 200-300m thôi. Và đây là khu vực là gần chợ Gò Đen, mình cách chợ Bình Chánh là khoảng tầm hơn 4 cây số. Và khu vực ở đây mình có thể mua, mình kinh doanh cho thuê giống như dãy nhà chợ bên kia đó. Khu vực này đi ra chợ thì có đầy đủ tiện ích hết, không thiếu gì cả. Và khi mình bước vào nhà có một cái lớp cửa ra là hai cánh thôi, nhưng mà cũng làm bằng loại bậc sơn chống rỉ sét rất là tốt, kính cường lực đảm bảo cho căn nhà của mình. Vâng, thưa cô chú và anh chị, cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều đã đồng hành cùng với Kim Thủy trong thời gian qua. Và mỗi ngày Kim Thủy sẽ cập nhật những cái mẫu nhà còn và những cái công trình mới bên chính bên Kim Thủy thiết kế, chính bên đội ngũ bên Kim Thủy xây dựng. Và đồng thời Kim Thủy có hợp tác xây dựng cùng với anh em chủ đầu tư, nên luôn có những cái sản phẩm mới cho cô chú và anh chị để mình tham quan, tham khảo để những cái mẫu nhà phù hợp với nhu cầu, phù hợp với tài chính của mình. Vâng, với những cái căn nhà giá rẻ này, bên Kim Thủy sẽ đảm bảo cho mình đây là đất ở thổ cư 100%. Mình an cư ổn định nè, không có tranh chấp nè, mình ở ổn định lâu dài nè. Và với cái mẫu nhà giá rẻ này, mình cũng được thiết kế rất là rộng nha. Bề ngang là 4,5m và bề ngang cũng 4,5m luôn. Nhưng mà mình sẽ có đầy đủ công năng, phòng khách nè, phòng bếp. Và trên là tầng lửng của nhà mình có một cái nơi để mình nghỉ ngơi, và chắc chắn có thêm một cái phòng vệ sinh nữa. Với căn nhà nhỏ này mình ở cũng được 2-3 thành viên. Nếu mà gia đình mình đang ở trọ, ở thuê thì Kim Thủy được nghe cô chú và anh chị mình chia sẻ thì Kim Thủy rất là đồng cảm. Vì cô chú và anh chị cũng chia sẻ là mình ở trọ nhiều khi mấy chục năm nay rồi mà cũng dành được một cái số tiền ít thôi. Nhưng mà nhà bên Kim Thủy thì thật sự là mình chỉ thanh toán một lần để mình nhận nhà, nên công trình bên Kim Thủy là trực tiếp xây dựng á, không nên mình sẽ công chứng xong rồi nhà của mình luôn rồi, nên mình sẽ thanh toán một lần giúp Kim Thủy. Và với căn nhà này sẽ cho mình cái mức giá rẻ nhất của bên Kim Thủy rồi, 400 triệu là mình sở hữu được căn nhà như ý. Mình sẽ có nơi mình an cư, thì an cư mình mới lập nghiệp để mình tập trung vào công việc của mình để có thu nhập để mình lo gia đình mình, phải không ạ? Và trước hết mình ở căn nhà nhỏ trước, sau này mình có điều kiện mình đổi những căn nhà lớn hơn, bên Kim Thủy sẽ hỗ trợ cho mình từ những căn nhà nhỏ sang nhượng lại. Và bên Kim Thủy có nhiều cái mẫu nhà mới cho mình nhiều sự lựa chọn. Vâng, cảm ơn cô chú và anh chị
đã theo dõi và đã tin tưởng chọn những mẫu nhà bên Kim Thủy là nơi an cư lạc nghiệp. Kim Thủy với phương châm làm việc là uy tín, trách nhiệm và rõ ràng sẽ cho cô chú và anh chị khi mình đến xem nhà mình đỡ mất thời gian nữa. Và với căn nhà nhỏ này, vừa nhỏ nhỏ nhưng mà có đầy đủ công năng, khi mình bước vào thì khoảng không gian này mình có thể thiết kế một cái nơi để mình tiếp khách nè, mình đặt một bộ ghế sofa nhỏ nhỏ thôi để mình dành không gian này để mình đậu vài chiếc xe khi mình chạy vào nhà luôn. Và với khoảng gian bếp này cho cô chú và anh chị nơi để mình nấu ăn thông thoáng mát mẻ. Tủ bếp thì có tủ bếp trên, tủ bếp dưới bằng nhôm giả gỗ. Với cái loại này thì mình xài rất là bền luôn á, cũng rất là nhiều ngăn nè, có nhiều ngăn ở trên đây nữa, mình để đồ rất là nhiều đó để cho dạng nhà mình nó gọn gàng. Với bình thường thì cô chú và anh chị nghĩ chắc là đây là một căn nhà nhỏ, kiểu như nhà trọ nhỏ thôi. Nhưng mà nhà trọ thì chỉ là để cho thuê, mình xây cũng bình thường thôi, xây lên những cái công trình nội thất cũng bình thường thôi, để mình cho thuê, để mình có thu nhập hàng tháng. Nhưng mà dãy nhà này bên Kim Thủy xây thiết kế là để cho bàn giao mình để ở, ổn định lâu dài, nên từng những cái chi tiết trong nhà được làm rất là cẩn thận và chỉnh chu, như là gạch ốp tường của nhà mình nè, sạch sẽ từ dưới tầng trệt luôn. Và cái chỗ gian bếp này cũng làm cao ráo hơn nè, nguyên cái khung này luôn đó, được ốp gạch hết luôn để mình dễ lau chùi. Và mặt bếp cũng được làm ốp một loại gạch cũng sạch sẽ nữa. Vâng, với ngôi nhà này cô chú và anh chị á, mình có một cái nơi mình ở, nhưng mà ở khu vực đường quốc lộ 1A cũng có nhiều công ty xí nghiệp nữa. Nếu mà cô chú và anh chị mình cố gắng sẽ có công việc làm ở đây, vừa ở một cái nơi an cư ổn định lâu dài mà vừa có công ăn việc làm cho mình nữa. Và khu vực của nhà mình á, mình yên tâm về cái gần chợ nè, gần trường học các cấp luôn, đó là những cái khu vực mà mình ở mình hài lòng hơn. Nên những cái vị trí nhà bên Kim Thủy trước khi mà bàn giao những công trình này cho cô chú và anh chị thì trước đó bên Kim Thủy khi mà đi khảo sát đất thì cũng phải khảo sát tìm một cái vị trí đẹp nhất, nên cô chú và anh chị yên tâm từ pháp lý giá cả bên Kim Thủy sẽ đưa mức giá sát nhất và đồng thời đảm bảo không quy hoạch cho mình nha, không bị quy hoạch cho mình luôn nha cô chú và anh chị. Và với cái khoảng với căn phòng vệ sinh này, cô chú và anh chị mình sẽ rất là ấn tượng vì căn phòng vệ sinh của căn nhà nhỏ nhưng mà rất là rộng, rộng chắc bằng cái gian bếp hồi nãy luôn quá. Và gạch ốp tường thì cao, trần thì cũng cao luôn, có bồn vệ sinh và bồn sen và tắm đầy đủ cho mình, cửa là cửa nhôm chống rỉ sét rồi. Ở dưới tầng trệt á, mình được thiết kế á, cái tầng lửng nên cái khoảng không gian phòng khách của mình rất là cao. Và với khoảng này á, mình sẽ có một cầu thang đi lên. Nếu mà cô chú và anh chị mình muốn cầu thang như ý của mình hơn thì trong video này Kim Thủy xin tặng lộc cho cô chú và anh chị để tri ân cô chú và anh chị đã đồng hành cùng với Kim Thủy trong thời gian qua. Kim Thủy sẽ hỗ trợ cho mình cái cầu thang đi lên dễ hơn, vì nhiều khi nhà mình có người lớn tuổi, trẻ em, nhiều khi mình đi lên cầu thang này không có được tiện lắm. Kim Thủy xin có cái lộc đó để tặng cho cô chú và anh chị đã đồng hành cùng với Kim Thủy trong thời gian qua rồi, chắc chắn cũng đã biết cách làm việc của Kim Thủy rồi, nên Kim Thủy sẽ hỗ trợ hết mình để cho cô chú và anh chị có một ngôi nhà như ý nhất có thể. Và xin mời cô chú và anh chị mình lên cái tầng lửng nhà mình tham quan nha. Chẳng mấy chốc Kim Thủy đã leo tới cái tầng lửng rồi. Trên đây thì cũng làm trần cao hơn và thiết kế thêm với cánh cửa sổ để đón gió từ bên ngoài vào. Và cái trần chỗ này á, thì thông thoáng chứa xuống dưới cái tầng trệt của nhà mình luôn. Mình có thể làm cái bộ rèm để kéo qua đây riêng tư khi mình nghỉ ngơi trên tầng lửng này. Ở trên đây cũng được ốp gạch sạch sẽ nè, dễ lau chùi. Và trên đây chắc mình cũng dậm đạp thoải mái luôn á, vì bên Kim Thủy là làm bằng bê tông á, bằng bê tông sắt có thép á, rất là dày nha. Và đèo 1m2 đèn thắp sáng cho căn phòng này rồi, là một cái nơi mình nghỉ ngơi cho gia đình mình. Mình chỉ cần đặt thêm, chắc là mình nếu nhiều thành viên á, mình đặt hai cái niệm và mình để một cái tủ nữa thì rất là rộng rãi, rất phù hợp ở khu vực này. Cô chú anh chị đã tham quan toàn bộ căn nhà giá rẻ rồi, nhà giá rẻ nhưng mà thiết kế rất là dễ thương và kiên cố cho nhà mình. Mình sẽ có cái nơi mà mình ở vừa an cư, vừa gần chợ, gần trường học các cấp, và đặc biệt mình di chuyển ra quốc lộ 1A chỉ có 200m thôi. Mặc dù với ngôi nhà nhỏ nhỏ này thì với bề ngang là 4m rưỡi, chiều sâu vô cũng 4m rưỡi, nhưng mà nghe trên video thì cô chú và anh chị nghe cái diện tích nó nhỏ thôi, nhưng mà ở ngoài thực tế mình sẽ có một khoảng không gian thoáng và rộng hơn, có gian bếp, có phòng vệ sinh và có một cái phòng khách để mình đón khách, và có một cái tầng lửng để mình nghỉ ngơi. Với ngôi nhà này Kim Thủy còn đúng một căn 400 triệu ha, bây giờ mình tìm căn thứ hai cũng không, Kim Thủy cũng không còn. Và cái khu nhà mình đó là hướng tây, mà còn hai căn hướng đông nữa với giá là 450. Và xin mời
mời cô chú và anh chị mình dạo quanh khu vực của nhà mình để mình có thể cảm nhận được môi trường sống của mình trên video thực tế như thế nào. Và khi mà mình muốn xem vị trí của nhà mình trực tiếp nữa, cứ nhấc máy lên và gọi Kim Thủy theo số hotline trên màn hình. Và Kim Thủy luôn đồng hành với cô chú và anh chị tại những mẫu nhà giá rẻ, rẻ nhưng mà phải kiên cố và ở phải ổn định lâu dài. Vâng, nhà mình tất nhiên dù nhà nhỏ hay nhà lớn đều xây trên đất thổ cư 100%. Và với những căn nhà sổ hồng riêng, diện tích nó rộng hơn, tất nhiên giá tiền nó cũng lớn hơn rồi, thì sẽ phù hợp với tài chính của cô chú và anh chị và nhu cầu của mình. Và nếu mình có nhu cầu mình tìm căn nhà lớn hơn, chẳng hạn như sau này mình muốn một căn nhà nhỏ mình ở trước nè, sau này mình đổi một căn nhà lớn hơn, thì chắc chắn nếu mà mình có thu nhập ổn định sẽ có ngân hàng hỗ trợ vay, thì bên Kim Thủy sẽ hỗ trợ ngân hàng cho mình để mình có một ngôi nhà trọn vẹn nhất. Và kết với dãy nhà này, cô chú và anh chị thấy nó không có bị nắng vì đây là dãy nhà hướng đông, và Kim Thủy còn duy nhất là 2 căn 450, đó là căn số 8 và số 9 nha. Thì nếu mà mình muốn tham quan 2 căn nhà này, tại vì giá nó cao hơn thì chắc chắn nó sẽ diện tích nó rộng hơn rồi. Với bề ngang của nhà mình nó gần 5m luôn và chiều sâu vô là gần 6m. Vâng, với căn nhà rộng rãi, thông thoáng, cũng có đầy đủ điện nước. Và với khi mình bước ra đây cũng là một trong những cái tuyến đường để mình vào nhà. Thì nãy Kim Thủy đã đứng review cái căn, một căn riêng biệt lúc nãy á, là một trong những cái tuyến đường để vào nhà rồi. Nhưng mà con đường này mình cũng vào nhà được luôn. Mình đi cái hướng này á, thì hướng nào cũng có dân cư ở rất là đông, vì nhà mình là gần chợ Gò Đen, cách chợ Bình Chánh là hơn 4 cây số. Mình đi theo cái tuyến đường quốc lộ 1A để về tất cả các quận huyện luôn, giao thông nó thuận tiện nữa. Nếu mà mình đang có nhu cầu mà mình tìm một căn nhà nhỏ để vừa an cư vừa kiếm công ăn việc làm, thì khu vực quốc lộ 1A này sẽ có đầy đủ công ty xí nghiệp để mình cố gắng mình tìm được công ăn việc làm cho mình. Với cái dãy nhà này, lúc trước thì bên Kim Thủy có được những video giới thiệu rồi. Đây là những căn nhà sổ hồng riêng. Thì sổ hồng riêng thì mình có sở hữu là một mình đứng tên trên sổ. Nếu mà mình có nhu cầu mà tìm nhà giá rẻ thì pháp lý thế nào? Cô chú và anh chị nếu mình thắc mắc về cái pháp lý, cứ nhấc máy lên và gọi Kim Thủy để Kim Thủy tư vấn rõ ràng để mình có thể quyết định một căn nhà để mình yên tâm nhất có thể. Và cái hướng này nè, mình sẽ đi ra những cái dãy nhà của người dân ở san sát nhau ở ngoài kia nữa. Và nguyên dãy này là hướng đông hết luôn. Nếu mà mình đến xem thì Kim Thủy sẽ hướng dẫn cô chú và anh chị từ hướng này và từ cái hướng kia luôn, để mình biết cái môi trường sống của mình xung quanh á, mình đi được nhiều hướng thế nào, và mình có thể khảo sát khu vực của mình nó có đầy đủ tiện ích như thế nào. Và Kim Thủy xin cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều đã xem hết video. Cô chú và anh chị mình đang quan tâm tìm nhà, cô chú và anh chị ủng hộ kênh của Kim Thủy, nhấn vào nút đăng ký kênh và like ủng hộ Kim Thủy à. Vâng, Kim Thủy chúc cô chú và anh chị nhiều sức khỏe và sớm tìm được những cái căn nhà phù hợp nhất cho mình. Xin chào cô chú và anh chị, hẹn gặp tại dãy nhà này nha.